Ngày 29 tháng 11, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã 6 đối tượng liên quan đến vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ây Tiêu và Ây Cơ Tu, huyện Cư Cu In vào ngày 11 tháng 6. Các đối tượng bị truy nã gồm Y Quỳnh Đáp, 31 tuổi, ngụ buôn Ê Dông A, xã Ê Dông, huyện Cờ Rông Bắc, Y Múc Lô, 63 tuổi, ngụ thị trấn Vân Rang, huyện Cờ Rông Búc, Y Chích Ni Ê, 55 tuổi, ngụ buôn Dung, xã Ê Y Ông, huyện Cờ Rông Bắc, Y Búc E Bang, 38 tuổi, xã Tâm Thắng, huyện Cư Dút, tỉnh Đắk Nông, Y Niên E A, 45 tuổi, xã Tâm Thắng, huyện Cư Dút và Y Chanh B I A, 39 tuổi, xã Tâm Thắng, huyện Cư Dút. Tất cả các đối tượng trên đều bị khởi tố và truy nã về tội khủng bố. Theo cơ quan công an, bất cứ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng truy nã trên đến cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, rạng sáng ngày 11 tháng 6, một nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã Ây Tiêu và Ây Cơ Tu, khiến 4 chiến sĩ công an, 2 cán bộ xã hy sinh và 3 người dân thường thiệt mạng. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hàng chục bị can liên quan vụ việc về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép,